Cái này là Cường vừa dạy vừa tàu kiểu. Còn anh em làm tàu kiểu thì phải chỉ có mất 15 phút thôi nha. Cái tàu kiểu mất cả 2 cái mà mất cả gần cả tiếng như thế này thì chết nha. Hiệp Hồng xin lễ mà bạn này là sở thích của bạn để mua led, nhưng thật sự là về cái khung đầu thì cái này nó không hợp mua led mấy, nhưng mà ok cái sở thích của bạn ấy thì cũng tốt, không sao hết. Mình để nhiều kiểu để mình có thích kiểu nào thì sau này mình về lại thôi, cái gì cũng đúng không. Nhưng mà mong ngày mai là vào tiệm lại á là em phải nên vuốt lại như thế nha, em cũng nên vuốt lại như thế. Nếu mà vô tiệm á, ngày mai đi học là Cường muốn thế này trong cái diện mạo như thế này. Có thể tạo kiểu nó không có đẹp bằng cũng được, nhưng mà nó phải tương đối, phải tầm 80. Ok nha. Không được thì mình tạo kiểu lại thôi, sao đâu. Hả? Trời ơi, có nhiều chỗ nó còn quăng hơn đó, không vuốt được mà đó, thua gì anh? Anh Linh đưa ngày mai anh lên vuốt anh Linh có kinh nghiệm vuốt mấy cái mà nó quăng đó. Hả? Anh Linh vuốt mấy cái đồ quăng hay lắm anh. Để anh vuốt. Ổng đó cho ổng giỏi ghê lắm. Cắt đó không biết sao chứ cái đó chắc chắn giỏi. Gáy bạn này thì tương đối đẹp rồi. Cái này em cắt khi nào ta? Đợt trước anh chỉnh rồi đó. À đợt trước anh cắt hả? Hàng gì anh thấy cái khung thấy cũng được rồi. Cái gáy đẹp á, gáy được. Nhưng mà cái gáy này phải sấy, phải sau, phải phồng tí tận sau nó đầu nó hơi bị lép. Giống vậy nè. Lép chẹp à. Lý do là anh em biết rồi. Nên không. Duyên lát về gặp anh Linh để anh Linh chỉ cho mấy cái bài vuốt cái đó. Nghe gì? Ha? Anh Cường còn chưa biết, phải nhờ anh Linh học anh Linh đây. Có lấy học phí không anh Linh? Có lấy học phí không anh? Em trước giờ em chưa biết gì về em còn zin luôn á. Tối hôm qua em mới chọc vợ em nói là vợ em nói là nhìn thằng Gin mình đẹp trai quá, cái em mở vô cái đoạn cái gì ta, cái hài tục tiểu của thằng Philip Đặng á, nó có cái cảnh là thằng Philip Đặng nó kêu nó đẹp trai, cái thằng kia nói là ai nói mày đẹp trai, anh kêu là má em, anh kêu là má mày có đẻ con chó mày cũng kêu đẹp nữa chứ đừng nói đẻ ra con người. Con mình lúc nào cũng chả thấy đẹp đúng không? Hồi thiệt chứ lúc mà mặc dù mình nhìn lại thì mình thấy cũng bình thường, có gì chứ mình thương con mình nhất, mình cảm giác đẹp nhất thôi chứ làm sao mà đẹp bằng con người ta được. Rồi để tháo cái khẩu trang vô. Bấm lỗ tai gì mà giờ phải như thế này. Điều không pháo cưới xin lễ tớ không mày chứ bằng răng áo cứ. Anh em mà có cái lượt ở đây cũng có lượt. Con này có ai đi học nghề mà đi coi ngày không ta? Duy mẹ coi ngày không Duy? Không hả? Hồi xưa có thằng kia nó học không đi coi ngày, mẹ đi coi ngày tới ngày đẹp vậy đó đi rồi đi học. Nó đi học coi ngày nó được học mấy bữa nó chán quá nó bỏ nghề mẹ. Nó má biết vậy đừng coi ngày rồi nó học rồi, còn coi ngày nó mới học á. Nó đi học nghề coi ngày vậy lỡ đi học chính quy trong trường ngày 5 tháng 9 khai trường đó thì ai coi ngày được. Bây giờ có bữa nào không về tối không về nhà không Duy? Bây giờ có tối nào tối không về nhà ngủ không? Tranh thủ 2 tiếng là về thôi phải không? Hả? Đúng rồi, 2 tiếng là về thôi gì nữa. 2 tiếng hết bữa nay giá 2 tiếng hết nhiêu tiền Duy? Duy? Bữa nay 2 tiếng hết nhiêu tiền? Đó, cái thằng mày lát ra mấy anh em trong này toàn già già hết nha Duy, chứ không phải nhỏ đâu, mày nói láo anh em nha. Trong này đặc biệt là chú Linh là già nhất đó. Chú Linh là gần bằng tuổi mẹ em mà đó, nên đừng có lừa chú Linh. Đúng chú Linh? Đó. Khoan trước á. À, có vợ tính anh chứ giờ chưa có vợ đâu tính được giờ con anh. Cái này mình đâu tính ra được anh. Tại vì dù giờ nếu tính năm 18 tuổi con là giờ anh Duy nó cũng có con rồi. Thời gian đâu quay trở lại được anh ơi. Anh Liệt nay còn đâu. Cái đoạn này đừng cắt tiếng nha, không có tiếng, đừng tiếng vô nè. Ở đây có bình xịt không ta? Bình xịt nước không? Rồi, ok. Hy vọng lát nữa anh em của ai ra nên bảo quản tư sản, tài sản của mình nha. Tại đưa đây rồi hay đi luôn không về lại đâu. À nhớ nha, lên có nhiều bạn không đó, nó sau ngày này. Ôi, cái gáy này á mình chỉ sấy ở phần này và phần bên này thôi, ở sau dưới này mình không có sấy nha, giữa này không sấy nha, sấy nó cúp vô rất là xấu. Kia không à, ai mới cười đó à, nó lên vô vậy chưa thấy móc mới thấy vô cổ hả? Này móc á cũng hơi móc á, anh thợ tóc nữ hay móc nhiều, nam ít móc. Móc vô cổ là móc vô da nha, chứ móc vô áo là nó tuột xuống nè. À, móc vô áo là nó tuột xuống, móc vô cái da mình á nó mới móc lại lần. Móc cũng có kinh nghiệm móc chứ, nên móc thích móc gì mà móc à. Vì lá gặp anh lên để chỉ cho một khóa móc nha. Còn không á, liên hệ anh Long. Long camera móc cũng dữ lắm. Có gì dạy dỗ cho em nó thêm nha Long. Ra tới cái phần ngọn anh em mình sấy nó kỹ hơn một tí xíu nha. Ra tới phần ngọn này sấy kỹ hơn tí. Rồi tức là phần ngọn mình kéo chậm thôi để tạo cho cái độ phòng cho cái phần ở trên. Tức là nếu mà mình sấy ở trong này là nó sẽ phòng phần trong này, ở ngoài nó ngọn nó không phòng. Mình đang cần phòng một ít ngoài ngọn thôi, đừng có phòng vô sâu quá, nó không đẹp. này là mình dùng ngón út để nó luồn vô thì luồn tay vô cho phải móc nha. Anh em nhìn lại cái phần sau gáy này, tức là nó chỉ phồng lên cái phần này thôi nè, anh em phồng cái phần này thôi nè, anh em thấy không, cái phồng nhẹ cái phần này thôi, còn phần sau gáy mà nó phồng nhiều quá nó không đẹp nha. Đâm ra lý do tại vì sao mà khi mà uốn tóc á, cần hai chỉ cho các bạn, trường hợp mà cái tóc nó ngắn này thôi, cho tóc nó dài á, thì ở sau mình nên tăng cái ống cho nó lên một xíu, tức cái ống ở sau gáy luôn nó phải to hơn cái ống ở trước một tí xíu, trừ trường hợp tóc nó ngắn thì mình tăng to lên, mình quấn nó không được thì mình phải đưa ống nhỏ thôi, chứ còn lại là mình nên đưa cái ống nó lớn một tí. Anh em biết lý do vì sao rồi đúng không, nó phồng ít thôi, ở sau này mà nó phồng nhiều, nó quăng nhiều quá là nó không đẹp. Còn mà nếu mình để mình không uống thì nó sẹp luôn, nó cũng xấu. Nè, anh em nhìn cái phần này nè, đặc biệt cái phần này nha. Cần sẽ cho cái máy nó hơi bị bẻ ngược lui sau tí. Anh em biết Waiting for You không? Cái máy phần bên này nó sẽ hơi bị bẻ ngược lui sau một tí. Này nè, anh em mình thấy Cường cũng bẻ cái phần sau này luôn ha, chứ không đua đòi. Ok. Đây nè, cũng phải sấy để tạo sóng cho cái tóc nó hơi ngược lui cái đó. Và cái phần này anh em mình sấy ngược lên. Ha. Thôi cái tóc này có vẻ không đẹp, lát tôi mượn cái tóc của bạn mà tóc xanh á, tóc xanh thấy cái này đẹp hơn. Cái này với đuôi bình thường luôn. Mẹ dài quá. Cái này chạy ngay đi trước đã. Chạy ngay đi người nghĩa đen đấy nha, chứ không phải chạy ngay đi của Sơn Tùng đâu nha. Tạo kiểu thì cũng là một nghệ thuật đó anh nè. Còn nghệ thuật không lấy tiền từ người ta đâu, mấy thợ khác nó lấy tiền giùm mình. Cái này thì Cường ở đây là không có cái loại pomade, nó ít bám hơn. Thế là pomade ở tiệm mình nó khá là độ giữ nếp nó quá là khủng khiếp, mà không phải lúc nào giữ nếp khủng khiếp nó cũng tốt đâu. Nên cái này Cường sẽ mix nó lại, tức là một ít của pomade và một ít của bôi gốc nước, mỗi thứ một nửa. Anh em, những anh em mới học thì cứ nghĩ đó là quá vuốt tóc đi cho nó khỏe, đừng có pomade kìa. Các bạn lâu học lâu thì các bạn sẽ biết, chứ mà mấy anh em cũ thì không biết đâu. Lộn, mấy anh em mới thì không biết là quên luôn. Sorry, nghe cười cái mới tỉnh ngộ đó. Không hay bình thường, sao làm ghê em? Hôm nay học còn đi học giải trí dữ ta. Từ từ em, từ từ em, cúi xuống. Rồi, ok. Rồi, anh em nhìn thành phẩm nha. Ok ha. Ok nha. Ha, cột cúi sữa cốt mặt sữa. Ok. Giữ cái gáy cho anh em xem cho rõ nè. Để ý phần hai bên cái hốc tai á nha. Ha. Rồi, xoay tiếp này. Rồi xoay ngược lại giờ đến nhức chóng mặt. À, thấy rõ không? À, cái phần gáy nè, anh em mà Cường sẽ dễ nè. Cái phần này nè, cái tay mình á, lúc mà mình trào luôn thì cái này mình phải kéo nó vô một, nó gom vô. nhưng phần dưới này mình lại kéo ngược ra lại nha. Phần dưới này anh em mình thấy phần dưới nó đá ra lại không, cái này là hoàn toàn dưới tay hết, không có chảy lượt nha, không chảy lượt. Lượt thì nó sẽ ra cái sóng mượt hơn. Các nhiều một xuống dưới nhiều bạn mượn cái lượt mà lượt răng thưa được thưa hết cỡ nha. Ok, mỗi người họ sẽ có một sở thích, có nhiều người thì thích nó mềm mại nó mượt mà hơn tí, có nhiều người thì thích nó rối tự nhiên hơn ha. Tùy theo người ha. Này là tàu kiểu hoàn toàn nãy giờ anh em mình thấy bằng tay hết nha, chỉ có hai phần bên này chở chạy lượt xíu thôi. Một cái kiểu tóc đẹp là cái quan trọng nhất cần có để mà biết được kiểu tóc đẹp là gì anh em biết không? Một khuôn mặt đẹp. Thằng nào đẹp trai là cắt tóc nó sẽ đẹp. Chứ ví dụ lấy giống Thông Sái Ca thì cắt cỡ nào cũng không đẹp được hết. Anh em có một thấy một cái người nào họ chọn hình mẫu mà họ lại chọn một người răng hô mặt xấu này kia họ là hình mẫu không? Đó lý do tại vì sao mình lên hình mẫu luôn đẹp. Tại vì gương mặt đẹp, chất tóc đẹp, tất cả mọi thứ họ mới cắt ra hoàn thiện một cái mái tóc đẹp được. Còn cái gương mặt mà nó không đẹp thì họ cắt lên nó chỉ tương đối thôi. Người ta chọn cái tóc cổ điển thì người ta lại chọn cái gương mặt nó cổ điển một tí để người ta cắt. Còn dọn tóc hiện đại thì người ta chọn những gương mặt trẻ trung, đẹp trai xíu người ta cắt. Còn mặt bần bần như Cường thì cắt gì cũng được hết. Ở nhìn xa xa mới cảm nhận được nha. Rồi ok, xong rồi.